một chàng ca sĩ đa năng. Ngươi đã có những màn tái xuất ngoạn mục để tự tạo cho mình những cơ hội tỏa sáng, trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất với những chuyến bay như con thoi trong và ngoài nước. Ca sĩ Quách Tuấn Du, giọng hát có những giai điệu sôi động nhưng khi cần lại vô cùng sâu lắng, sẽ đến với đời nghệ sĩ trong câu chuyện ít khi được kể về những chông gai trên con đường đạt được ước mơ của mình. Khi em làm bất cứ điều gì thì em muốn đi ngược dòng người ta, em muốn đi khác biệt người ta, thì em cũng đã chấp nhận cái khoảng thời gian bị chỉ trích. Nơi nào có khán giả nghe thì là mình cảm thấy hạnh phúc rồi, không cần thiết là mình phải xuất hiện ở một cái nơi nào gọi là đẳng cấp. Đời nghệ sĩ với câu chuyện của ca sĩ Quách Tuấn Du phát sóng vào lúc 19:15 Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022 trên VTV9.